Chào mừng anh chị cô chú đến với kênh Hoa Kiển Nguyễn Thông. Lời nói đầu tiên, dựa Hoa Kiển Nguyễn Thông xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong công việc. Và hôm nay dựa Hoa Kiển Nguyễn Thông có về một cái lô cây giá cũng giao lưu với anh chị cô chú và tương đối mềm, có giá từ 230k cho đến 400k là mình bao ship anh chị cô chú. Tùy theo cây ha, cây đẹp thì 300 mấy, 400 cũng có. Thì tối hôm qua khách có chốt mình 4 phôi mai chú thủy, loại giá là 250 cho đến 300 anh chị cô chú. Và trong đó có khách lấy một bộ combo gồm có 3 cây, thì một cây có giá là 100k. Thì phôi 100k thì có hoành trung bình từ 10 mình lấy 18 cho đến 22 anh chị cô chú. Và những cái phôi cây nhỏ hơn có giá 80k thì có hoành từ 14, 15 cho đến 18 anh chị cô chú. Mã số tiếp theo của những clip vừa rồi là mã số 133. 133 cái cây trực hơi lắc anh chị cô chú. Cái này chơi tông cao ha. Rồi tay cành cầm 1, cầm phong, cầm 3, 4, 5 nuôi lên. Đó, nó hơi lắc anh chị cô chú. Rồi bộ đế. Bộ đế sổ đều anh chị cô chú. Mã số 133 có hoành là 28, mình đo được 28 chị cô chú, chiều cao là 35. Giá phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Giá 300k là mình bao ship toàn quốc anh chị cô chú. Đầu tiên là một cây trực lắc ha, để chơi tông cao, rất đẹp. Tiếp theo là mã số 134. 134 tay cành đầy đủ anh chị cô chú. Rồi, cầm 1 lấy đây. Cành phong lấy đây, cành 3 lấy đây anh chị cô chú. Rồi 4, 5 nuôi lên tiếp ha. Rồi bộ đế, bộ đế tương đối đều anh chị cô chú. Đó, ở dưới đây nó sổ ra đều anh chị cô chú. Mã số 134 là một cây bài, có vành là 25, chiều cao là 25, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 135. 135 cũng cây bài anh chị cô chú. Rồi, bây giờ cầm 1, cầm 1 lấy đây, cầm phong có. Rồi cầm 3 lên anh chị cô chú. Đó, có thể về anh chị cô chú ha, cắt tán ngay đây thì nó thành một cây trực lắc rất là đẹp anh chị cô chú. Này, lắc lên nè ha. Bộ đế, bộ đế sổ đều đẹp. Đó, mình tán ở đây anh chị cô chú. Rồi cầm 1 tới đây ha, cầm phong mấy không có, cầm 3 lên nuôi tiếp. Mã số 135 có vành là 28, chiều cao là 36, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 136. 136 bộ đế rất là đều đẹp anh chị cô chú. Rất là lực luôn. Rồi bây giờ mình vô tay cành ha. Rồi tay cành mình lấy cầm 1 đây anh chị cô chú. Rồi cành phong mấy hông. Rồi cành 3 ở đây anh chị cô chú. Rồi 4 năm nuôi lên ha. Cây này rất lực, rất là đẹp. Mã số 136 có vành là 28, chiều cao là 25, dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 330k. Cây rất lực, rất đẹp anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 137. 137 bộ đế sổ đều đẹp anh chị cô chú. Rồi lên tay cành. Rồi, có cành 1, cành phong, cành 3, 4, 5 nuôi tiếp anh chị cô chú. Giá trị A luôn ha. Mã số 137. Có vành là 26, chiều cao là 28, giá phôi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Đế đều đẹp, tay cành đầy đủ, giá trị A.
Tiếp theo là mã số 138. 138 cây rất là đẹp anh chị cô chú. Bộ đế sổ đều. Rồi tay cành đầy đủ. Cành 1, cành phong, cành 4, cành 5, 6, 7 có là nuôi tiếp anh chị cô chú. Nhìn lực cây ha. Mã số 138 có vành là 29, chiều cao là 20. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 400k. Ke đẹp anh chị cô chú. Tiếp theo là mã số 139. 139 bộ đế sổ đều đẹp. Rồi tay cành. Cái này nhiều nhánh nhỏ anh chị cô chú, mình cắt bớt ha. Thì cắt xong nó ra một cái cây dáng bài rất là đẹp. Đó, chầm 1 bên đây, chầm phong, chầm 3, 4 nuôi lên tiếp anh chị cô chú. Mã số 139 có vành, vành mình đo vòng đây được là 31, chiều cao 12. Dạ phôi này giao lưu anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 140. 140 cây bộ đế sổ, Yaksia. Đế đều đẹp anh chị cô chú. Rồi tay cành, tay cành có đầy đủ anh chị cô chú. Dắt chị A luôn ha. Vớt nhọn lên. Mã số 140 có vành là 25, chiều cao là 28. Và phôi là giao lưu anh chị cô chú là 250k. Tiếp theo là mã số 141. 141 bộ đế tương đối anh chị cô chú, Yaksia. Rồi tay cành. Rồi tay cành có đầy đủ anh chị cô chú. Rồi cành phong mình để hai bên ha. Mã số 141 có vành là 27, chiều cao là 29 và phôi là giao lưu anh chị cô chú là 280k. Tiếp theo là mã số 142. 142 cái cây tay cành rất là đầy đủ anh chị cô chú. Bộ đế thì đều ha. Cây này hơi lắc anh chị cô chú. Rồi chậm 1, chậm phong mấy không, chậm 3, 4. Còn không anh chị cô chú nuôi đây ha, lấy 4 năm này nuôi tiếp ha. Mã số 142 có vành là 29, chiều cao là 22, giá phôi là giao lưu anh chị của chú là 280k. Tiếp theo là một phôi lùng lực anh chị của chú, bộ đế sổ đều. Đế đều lắm anh chị của chú. Rồi tay cành, cành 1 anh chị của chú lấy đây, cành phong, cành 3, 4 nuôi lên tiếp anh chị của chú. Cái này dán bài ha. Mã số 143 có vành là 25, chiều cao là 10. Dạ phôi này giao lưu anh chị của chú là 250k. Cây dáng bài lồng lực. Tiếp theo là mã số 144. 144 cây bồ đế sổ đều lực anh chị của chú. Rồi tay cành. Mặt tiền lấy lên anh chị của chú. Rồi cành 1, cành phong mấy hông, cành 3. 4 năm nuôi lên chị cô chú. Rồi cái này về anh chị cô chú cắt giật lại bớt ha. Cầm phong mình cắt tới đây. Đó, cầm 3 mình lấy đây anh chị cô chú. Rồi cầm 1 lấy đây. Mã số 144 có vành mà 31, chiều cao 22. Dạ phôi này vô luôn anh chị cô chú là 300k. Tiếp theo là mã số 145. 145 cây rất là lực anh chị cô chú, bộ đế sổ đều. Rồi lên tay cành. Rồi cành 1 có, cành phong mấy không, cành 3 mình nuôi tiếp là 4 năm anh chị cô chú. Về mình cắt ha. Về mình cắt mình đục đây, tạo cái cây trực lắc đẹp anh chị cô chú.
mã số 145 có vành là 28, chiều cao là 22. Dạ phôi này giao lưu anh chị của chú là 300k. Mã số 145 là mã số cuối clip hôm nay dự qua kiểm nguyên thông giao lưu với anh chị cô chú. Anh chị cô chú ưng ý mã cây số nào hãy gọi điện vào số 0328671656 cũng là số giao lưu của Nguyễn Thông. Rồi cuối clip Nguyễn Thông cũng xin chúc anh chị cô chú có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong cuộc sống.